Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Minh Vương, 25 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, gây ra vụ cướp giật tài sản của một người dân đi chúc Tết. Vương khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên khi thấy chị N cầm túi xách trên tay, vừa bước xuống xe thì áp sát, giật chiếc túi xách bỏ chạy. Tang vật thu giữ gồm tiền mặt, chìa khóa ô tô, một điện thoại iPhone 14.